Xin chào tất cả mọi người, xin chào các anh chị, cô chú bác. Em tên là Tài, chủ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Thì hôm nay là trang trại Tín Tài sẽ làm về một cái chủ đề mà gần đây trang trại nhận được rất nhiều những cuộc gọi điện, những tin nhắn mà anh chị, cô chú bác hỏi về cái sản phẩm của trang trại. Đấy là một câu hỏi là ăn nhung hiêu chữa được bệnh gì? Đấy, thì trang trại cũng gặp rất nhiều những cái câu hỏi như vậy qua điện thoại. Nên là hôm nay là trang trại Tín Tài sẽ làm một cái video này, cũng để là chia sẻ rõ hơn về cái sản phẩm nhung hiêu cũng như là cao hiêu của trang trại Tín Tài. Đây là một cái sản phẩm chính của trang trại nhằm cung cấp ra để giúp mọi người là tăng cường sức khỏe. Và sản phẩm của trang trại là sản phẩm nhung hiêu tươi nguyên cặp, cao hiêu thì trang trại Tín Tài tự nấu, nên là cả hai sản phẩm này thì đều là những cái sản phẩm rất là uy tín của trang trại. Thì cái chủ đề ngày hôm nay cũng trả lời một cái câu hỏi, có thể nói là một cái sự thắc mắc cũng đúng thôi. Mọi người thường khi mà gặp một cái sản phẩm gì đấy liên quan đến sức khỏe thì mọi người sẽ đặt ở trong đầu là sản phẩm này giúp gì được cho mình, nó chữa được cái bệnh gì không. Thì câu hỏi của trang trại thường gặp là nhung hiêu chữa được bệnh gì. Thì hôm nay tiện cũng cầm video quay cái góc chuồng của trang trại, thì Tài sẽ chia sẻ cho các anh chị, cô chú bác hiểu được hơn về cái sản phẩm nhung hiêu. Đấy, thì đây là khu chuồng của trang trại mọi người nhé. Đây là con hiêu là nó đang chuẩn bị lên, tức là nó lên rồi, nó bật qua nắp rồi ấy. Đây, nó bật qua nắp rồi. Đây là mới được có một tuần thôi mọi người nhé, nó bật qua nắp. Và từ lúc mà nó bật nắp ấy đến lúc cắt thì trang trại Tín Tài là quy định là đúng 45 ngày là trang trại cắt. Thì mỗi cặp nhung ấy khi cắt thì nó sẽ dao động là từ 5 lạng đến tầm khoảng 1 cân 3, tùy theo khối lượng từng cặp. Đấy, thì trang trại có quản lý ngày. Còn cặp nhung này là đã được hơn 30 ngày rồi mọi người này. Đủ 45 ngày thì cặp nhung này chừng khoảng là 8, trên dưới 8 lạng. Đấy, rất là chất lượng luôn. Thì cái chủ đề chính ngày hôm nay để giải thích cho mọi người rõ hơn về cái sản phẩm nhung hiêu, nó chữa được những cái bệnh gì. Thì đầu tiên mình nói luôn, trang trại cũng hàng sức khỏe thì trang trại tư vấn thật. Đấy, và cũng là dựa trên những cái thực tế cũng như là nghiên cứu từ những cái nhà khoa học về từ thời xa xưa. Cái sản phẩm nhung hiêu này đã được các vị thái y ở trong hoàng cung sử dụng cho các quý tộc. Thì cái nhung hiêu này từ xưa đến giờ nó không mang tính chất để dùng làm thuốc chữa bệnh mọi người nhé, mà nó mang tính chất là để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên có thể nói rằng từ cái việc bồi bổ vậy như vậy thì nó cũng giúp cải thiện và đôi khi là có thể trị được một số bệnh. Cụ thể những cái bệnh như sau, ví dụ như là cái bệnh suy nhược toàn thân. Mắc bệnh này lâu ngày thì con người ta cảm thấy rất là khó chịu, thiếu sức sống và làm gì cũng không muốn làm. Người suy nhược toàn thân mắc cái bệnh này lâu ngày có thể là cân nhắc sử dụng đến cái nhung hiêu kèm vào các bữa ăn để chống lại những cái sự mệt mỏi, thúc đẩy được các tổ chức tế bào và tăng cái miễn dịch cho cơ thể. Các triệu chứng suy nhược từ như là đau đầu này, choáng váng này, mệt mỏi này, mất ngủ, chán ăn sẽ được cải thiện đáng kể khi mọi người sử dụng nhung hiêu. Cái sản phẩm nhung hiêu này nó đặc biệt là rất tốt cho những cái người bị suy nhược cơ thể. Cái bệnh thứ hai mà kể đến chính là cái bệnh về cái hệ thống tâm huyết, chủ yếu dùng cho những cái người có triệu ứng là triệu chứng ấy, là huyết áp thấp mọi người nhé. Cái nhung hiêu này rất là tốt cho những cái người mà bị huyết áp thấp, rối loạn cái tuần hoàn và các triệu chứng khác như là đánh trống ngực ấy, rối loạn cái nhịp tim, và có thể ăn nhung hiêu hoặc là uống rượu nhung hiêu để đem lại cái hiệu quả tốt nhất. Cái cặp nhung này là trang trại chuẩn bị cắt đây mọi người.
cặp nhung này chừng khoảng 6 lạng mọi người nhé, rất là đẹp. Đấy, thì mọi người cũng khi Giang Trại chia sẻ thì mọi người nếu như thấy có ích ấy, thì hãy ấn like và chia sẻ video để ủng hộ Trang Trại nhé. Thì tiếp tục cái chủ đề về cái sản phẩm, thì cái bệnh mà tiếp theo mà muốn nói đến để nhung hiêu ấy, nó có tác dụng rất là tốt, đấy chính là cái bệnh về hệ thống huyết dịch. Đối với cái hệ thống huyết dịch thì ăn nhung hiêu nó có tác dụng là tăng cái số lượng hồng cầu và cái hàm lượng hormone rất phù hợp để sử dụng khi bị các chứng như là thiếu máu và hư huyết. Tức là cái nhung hiêu này nó rất là tốt cho những người bị thiếu máu mọi người nhé. Nó rất là bổ máu đấy, hay các cụ người ta hay cần gọi là rất là bổ máu. Đây là ba con hiêu cái là rất là xinh. Đấy, ba con hiêu cái thì Trang Trại cũng đang gây lên để tăng thêm cái số lượng đàn. Thì anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua hiêu giống thì cũng cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này thì Trang Trại tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Và cái mà tiếp tục nói đến là cái căn bệnh thứ tư mà nhung hiêu nó có thể giúp cải thiện, đấy là bệnh về hệ thống thần kinh. Thì tại vì sao mà Trang Trại muốn nói đến cái bệnh này? Tại vì rất là nhiều thầy thuốc đông y và cũng như là từ xưa đến giờ truyền lại cái nhung hiêu này ấy, là khi mọi người sử dụng nhé, nó giúp cho chúng ta trẻ dai. Đấy, trẻ dai mọi người cũng hiểu được cái trẻ dai là như thế nào đó. Nó làm cho chúng ta là cái hệ thống mà giống kiểu lão hóa làm chậm lại. Thì mọi người thường, mọi người để ý mà xem, những cái người mà trẻ là thường những người sống rất là lạc quan, ít suy nghĩ. Đấy, thì cái nhung hiêu này nó lại có một đặc tính, đấy là ăn nhung hiêu giúp cho con người ta là giảm cái stress. Giảm stress mọi người nhé. Đấy, giúp cho tăng cường khả năng giao cảm của hệ thống thần kinh phụ, cải thiện trạng thái cơ năng của hệ thống thần kinh rất tốt cho những người hay bị stress và bị suy nhược thần kinh mẫn cảm. Thì cái nhung hiêu này cực kỳ tốt và hiệu quả. Đấy. Và cái bệnh mà nhung hiêu được hỗ trợ tiếp theo, đấy chính là cái bệnh về hệ thống tiêu hóa. Tại vì sao mà cái nhung hiêu nó có một cái tiếng là giúp cho mọi người có thể giúp là tăng cân, cải thiện cân nặng. Thì ngoài cái tác dụng mà nhung hiêu ấy, nó rất là nhiều dưỡng chất, nó có đến 26 dưỡng chất axit amin, nó làm cho bổ sung cơ thể mình đầy đủ chất hơn và tăng cái sức khỏe của con người ta tốt hơn. Thì về cái hệ thống tiêu hóa thì nhung hiêu nó rất là hiệu quả chữa trị cho những người bị tiêu hóa kém, thận hư, đấy là thận hư của lọc nhung đó là 75% mọi người nhé. Thì bên cạnh đó nó còn giúp trị các bệnh về tiêu hóa khác như là viêm dạ dày mãn tính và các chứng bệnh về gan, tức là nó hỗ trợ rất là tốt, nó làm cho chúng ta là hấp thụ những cái dưỡng chất tốt hơn, chứ còn nó không phải là trị hẳn hoàn toàn mọi người nhé. Cái nhung hiêu ấy nó nghiêng về là bồi bổ sức khỏe nhiều hơn. Đấy, thì và cái qua bệnh mà nổi tiếng cuối cùng đấy là cái chứng mà cái nhung hiêu ấy mà có thể giúp được cải thiện cái ham muốn và cũng như là cái sức khỏe sinh lý cho nam giới. Cái phần này là các anh em nam giới và những cái nữ giới cũng vậy, là thanh niên, là nếu như mà đang bị vấn đề này thì cái nhung hiêu này là một cái sản phẩm và lựa chọn rất là hữu hiệu mọi người ạ. Nó không phải mang cái tính chất là kích thích lên, mà nó mang cái tính chất là bổ sung sức khỏe, đẩy cái sức khỏe tổng thể của mọi người lên, giúp cho mọi người có những cái cuộc sống sức khỏe vợ chồng được mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Chính vì vậy nhung hiêu nó là một trong những cái bài thuốc, có trong những bài thuốc của
các cặp vợ chồng hiếm muộn mọi người ạ. Thì đây là những cái chia sẻ ngắn của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài về cái câu hỏi là Nhung Hiêu nó giúp chữa những cái bệnh gì. Và đây là những cái chia sẻ ngắn mà trang trại cũng là đúc kết được từ thực tế và cũng dựa trên những cái nghiên cứu từ khoa học mọi người nhé. Đông y, Tây y đều đã có những cái nghiên cứu về cái sản phẩm Nhung Hiêu này. Đến bây giờ thì cái sản phẩm Nhung Hiêu này ở trên thị trường cũng là sản phẩm mà được rất nhiều những cái người quan tâm đến sức khỏe ưa chuộng để sử dụng, để giúp cho cái sức khỏe của bản thân và gia đình có một cái sức đề kháng tốt để phòng chống những cái bệnh tật không đáng có. Thì cái video Trang Trại Tín Tài làm đến đây thôi. Thì Trang Trại Tín Tài mọi người cũng biết đến rồi ấy. Thì trang trại là chuyên cung cấp các sản phẩm Nhung Hiêu là tươi nguyên cọc như thế này mọi người ạ. Tươi nguyên như thế này luôn mọi người nhé. Cắt xuống và chỉ bịt cái vết cắt lại thôi. Và giữ tươi nguyên như vậy về hướng dẫn tự tay mọi người làm. Mọi người chế biến. Mọi người có thể tự tay chúng ta ngâm bình rượu này, ngâm mật ong hoặc là nấu cháo hầm cách thủy để chúng ta sử dụng. Đấy, thì tùy theo từng nhu cầu của mọi người, từng cái sở thích của mọi người thì trang trại Tín Tài là sẽ tư vấn cho mọi người cái cách làm chế biến để chúng ta sử dụng được hiệu quả nhất. Thì video trang trại Tín Tài cũng làm ngắn đến đây thôi. Nếu như mọi người mà có nhu cầu mua Nhung Hiêu tươi thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này. Trang trại Tín Tài là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo mọi người nhé. Mọi người nếu như đang còn muốn tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này thì cứ add Zalo của trang trại vào thì để tiện cái việc tư vấn hơn. Video trang trại làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này hơn. Và đừng quên hãy ấn vào cái nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.